Được, cắt vuông anh ạ. Chứ to này. Đấy, đang dự kiến ăn em lu ngọc am. Được quả 48 thôi. Cho anh lấy về về đằng này lấy quả to. Được khoảng hơn thế nào, cắt như nào? Anh cứ cho quả một quả to hết cỡ ra cho em. Quả 42 là được. Cái này cắt vuông rồi nhá. Cắt vuông rồi chưa? Ừ. Thế là được quả này được cái chum. Cắt vuông. Đấy các bác thấy này, vanh gỗ lấy được cái bình mất cả cái cục này. Gỗ 10 phân gỗ thì mấy trăm nghìn một cân. Còn không thì lấy cái chum ở đây, xong rồi lấy một quả ở đây. Đang này dập rồi. Dập rồi. Cắt nhá. Vâng, cắt. Đóng tiền. Như phá. Của đóng tiền làm như phá. Đôi lưỡi trầu. Lưỡi xiên à. Wow. Lưỡi xiên à. Á đỉnh luôn. Lưỡi xiên đáy á. Các bác chọn lù này trên đáy này. Ngon rồi, trên đáy rồi. Cắt sao cũng thế. Em nhớ ông này rồi, đừng có đi đen rồi. Cắt như này biết là không? Ngày biết là không không lỗ rồi. Cắt được quả phú quý 450 mất rất là nhiều gỗ. Tối thiểu người ta được 2 năm. Giờ thấy chung 18-20. Trên đấy kìa. Công đoạn vanh gỗ để cho ra những quả phú quý đẹp từ gỗ lu ngọc am. Đối với dòng gỗ lu thì rất đây là gỗ bình thường. Cái độ rủi ro của sản phẩm nó rất là cao, bởi vì gỗ lu thì do sét đánh hoặc do sâu bọ nó ăn nên nó thường thì nó hay có những cái lỗ thủng ở trong. Đây, ngon rồi, thành công rồi. Cái này chiên lên này. Chiên lên là hết. Cái này là chiên lên đây rồi. Cái này mà. Nó không làm chỉ cấp luôn. Trên đáy á. Wow. Xong rồi. Cái này gọi là lưu trên đáy á. Bây giờ bỏ lên máy quay thì để lấy tâm ở chỗ cao nhất. Hết vỡ rồi.
cười này, mặt cười. Wow. Cái này hết này. Rồi, tiếp tục lên đồng. Hai người trường. Đỉnh của tỉnh à. Anh hạ luôn quả lồng khởi kia xuống cho em. Vứt luôn vào đống rác. Mai tiện tiếp. Một đống tiền đấy nó bảo nhé. Đống hàng bãi rác. Đây mới gọi là đống tiền này. À. Hết lực chấm luôn. Xuyên đế luôn. Đây mới là công đoạn vanh được cục phôi. Sau đó thì cho vào máy tiện. Nhưng cục này thì thắng đến 99% rồi. chín phần trăm vì cái vết thủng thứ nhất là nó xuyên đáy, thứ hai là cái vết thủng nó lại ăn lên đây, đây cái vết thủng này đâu ấy, vết thủng này lại cụt rồi, cụt đây đây đây, vết này thì cũng cụt hết rồi. Thì lồng cái ấy vào đây xem nó có lên ăn tí ăn muối phát cưa. Mặt phẳng để đút vào máy gấu ở máy tiện. Ừ, xuyên đáy, xuyên đỉnh. Cám sức kít. Em chưa xong rồi. Anh hạ đi, em sợ không kịp. Thế? Hạ đi.